ông chưa? Ủa hàng 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 rồi em ơi. Ui ông chưa? Ủa hàng 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 rồi em ơi. Ui wow. Ui ơi. Đúng rồi, hàng khủng, hàng khủng rồi. Ui. Hello, xin chào 500 em, quay trở lại với channel của em nhé. Hôm nay thì đi đánh con mương gần nhà các bạn. Đợt này trời mùa đông là lạnh nhé, cá ban ngày ít ăn. Thành ra là nay em chơi cám thì sẽ cám phiên nhiều hơn các bác nhé. Này nó hơi ổn anh em ạ. Bên kia người ta đang đám cưới. Bên kia kênh người ta đang tổ chức đám cưới là nó hơi ổn anh em ạ. Công nhận cái cám viên có độ cái dính rất là tốt anh em nhé, không cần bột mì mà cảm giác nó đã đánh lục ok này, không cần bột mì nhé. Thì em bó mồi cũng cho thêm, bây giờ cũng xào ổ đã. Luôn. Ôi giời, đồ phi, đồ phi, đồ phi anh em ơi. Đồ phi, đồ phi. Ôi giời, đồ phi ơi. À. Anh em nhìn một chú đồ phi bự chưa? Bằm bằm hát chết toi luôn. Làm yên, làm yên. Con này sướng quá, to nhỉ. Wow. Một chú đầu tiên. Dậy 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 dậy. Con đầu tiên thả rõ anh em nhé. Đẹp luôn. Công nhận cái cám viên này độ kết dính ngon thật, không cần bột mì nhá các bác nhá, dính rất là mềm luôn này. Cái này hôm nay em được cái em giã nhuyễn, mà hôm thì em chỉ bóp vào để thời gian lâu nó tan, hôm nay em giã nhuyễn luôn. Bác nào có máy xay sinh tố mà xay vào thì càng đẹp, rất là mềm dẻo, cái cảm giác là nó đúng tầm đấy. Mút mút mút. Anh em nghĩ phao lục nó mút phê không?
con này chết. Ui, thế một trượt. Mua đẹp nhất một trượt. Đúng chưa? Úi giời. Dù phí bự, dù phí bự. Wow anh em ơi. Dù phí to chưa anh em ơi? Rồi. Bự quá. Dã man. Con này rất là thẳng. Dậy. Đầu mà dậy áp quá anh ạ. À anh em này, đầu dậy áp chứ còn này to chưa? Đã rồi, rồi dậy mình thật đấy. Phê. Xong rồi anh em ơi, rơi rồi. Đang cầm tay, máu nó chảy vào tay. Tiếc thế nhỉ. Em bộ em cho cái chân máy đứng thế, cầm mỗi tay hết tuột. Này có cái khăn thì tiếc thế. Đàn. Rủn con cá, tiếc thế nhỉ. Dã man thế mà. Cổ mãi còn to to, cầm chật. Đáng lòng. Phải nói tiếc thật đấy. Cái con nào trượt, còn con nào mất là con đấy to. Nó to hơn con đầu tiên em cầu cái. Tải trượt nó gùn hết cả lên đây. Anh em thấy ngắm cái đôi ngọn phao có đẹp không? Nhìn trông nó mới lạ hẳn so với những cái ngọn phao lục thông thường anh em vẫn thường ngắm đúng không? Thông thường cái bóng toàn ngắm cái ngọn phao đỏ đỏ và xanh xanh. Út. Ui, đô phi. Út. Mút phát lên em đô phi bự anh em ạ. Hồi này đóng màn cổ tàn hồ đô phi này cũng sướng. Nằm miên. Yeah.
cứ phải nhấc nó lên các bác nhá. Nhấc có một cái đầu lưỡi này mới gỡ được. Úi giời ơi sợi. Anh em mình có to chưa? Đấy. Cầm tay không trơn á. Rồi, cho rõ. Con này tuyệt đối không thể để mất được. Xong chưa? Ui đồ phi, đồ phi. Xong chưa? Ui đồ phi. Wow, đồ phi đẹp. Đồ phi xịn luôn anh em ạ. Đã chưa? Quá đẹp mắt. Wow. Anh em cầm nhớ cầm vào cái đuôi chỉ nhá. Ra. Như thế này anh em có thấy phê chưa? Quá là phê luôn. Cầm nó rõ ra đâu. Đẹp. Đồ phi đỏ thế. Wow, đồ phi bự chưa anh em ơi? Đã man chưa? Đỏ to mà trắng. Anh em mình có đồ phi bự phê chưa? Dã man. Còn phải gỡ thật bình tĩnh các bác nhá. Luồn vào đây. Luồn vào đây, luồn vào đây, gỡ từng lưỡi. Dậy đây. Dậy, dậy. Phê quá bác ơi. Rồi ôi, giờ cực kỳ này mới sướng. Cần tay đóng con loại này, quên đời đi. Trơn áp. Thế cứ cầm kiểu này vứt vào dọ vừa nãy mất con kiểu này các bạn này. Không cầm được. Con này nó mất nữa thì thôi đúng không này. Đèn như chó này. Không tại mình ngu rồi, không phải đèn. Nếu mà mất tại ngu thôi nhá. Tại ngu không cầm ở trong khăn mặt đi này. Nhưng mà vì cái thước phim hay có mất thì cũng không sao. Cầm dậy. Cầm dậy. Hết sức nhẹ nhàng. Úi giời. Tươi quá. Phải nói
phê như chưa từng được phê bao giờ các bác, đánh chắc hết mồi luôn này này. Nó vừa cá con nó vào cũng lắm, dập nhiều phát trượt. Cái đoạn đấy thì em chẳng quay lắm được. Con nào lên con to em quay nhá. Con nào to thì mới cắt video anh em xem luôn. Nếu còn thành con xẻ phát chán này, đồ quá nhỉ. Vừa dập lên đây. Đây anh em này, những cái loại này mà quay bác xem nghe nó buồn cười nhỉ. Những cái đoạn con cá con này em cắt hết đi nhá. Bé quá mà. Cứ cá to quay thôi. Chưa. Ê. Hàng của em ơi. Ui. Ốc chưa. Ê. Hàng của em ơi. Ui. Wow. Ui ơi. Đúng rồi, hàng khủng khủng rồi. Ui. Nó cũ rồi. Úi giời, đen anh em ơi. Đống đen rồi. Chạy đâu. Đống đen. Ui con này có này có luôn anh em ạ. Ui. Vào đây. Cần khỏe. Cắn viên cắn lên đang ngay. Cần khỏe. Chặt quá. Bớt chạy. Ui, các bác nhìn này, mớt chạy. Nhìn thấy cần khỏe táo màn chưa? Rồi kéo tắm hắt nhé. Để môi con này vào vượt ạ. Hôm nay cầm không cầm vật to, cầm vật bé. Phê quá anh em ơi. Nghe làm nhé. Này cả mỗi vật còn con đi các bác ạ. Chấm đèn to quá anh em ạ. Này đã chưa các bác ơi. Phê chưa. Lâu lắm này mới đóng lại em hàng chấm đèn phê quá các bạn ơi. Cá phê chưa? Các bạn thấy cái này sướng không? Dã man. Phê quá. Thành quả ngày nay anh em ơi. Này, này toàn thú phi bự quá nhỉ. Toàn thú phi bự rồi. Và được một em này là phê nhất, em đèn này phê nhất rồi, toàn thú phi to.
toàn cái phi bự của nó thôi. Thôi, về 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 anh em ơi. Sướng quá ạ. Vào. Về quá nha.